Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu quý anh em những cái mặt hàng mini. Những cái này là những cây thi đấu để tranh giải, để làm cây si. Cây hải châu đây. Cây sam, cây sam ho, đây cũng là một cây sam ho. Một cây xanh. Cây này là sâm trái, cây này cũng quá đẹp rồi. Sâm trái nhá. Cây trà phúc kiến, thì còn gọi là cây sâm sầm nha quý anh em. Một cây sam, một cây sam trái. Một cây đơn, đơn nhỏ. Cây sâm trái. Sâm trái. À, cái này là sâm bông. Cái này sâm bông. Cây sâm. Cái này dáng cũng khá lạ nha. Một tác phẩm tùng. Mai chiếu thủy. Sâm trái. Mai chiếu thủy. Cây hải châu, cây này quá nổi tiếng rồi. Hôm nay cây này khá là nổi tiếng tại cái phần thi đấu nha cô đây. Cây này cây sâm bông. Mai chiếu thủy, nhân bài. Một cây linh sa. Linh sa. Mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Cây này là cây gì lạ quá đây. Tác phẩm si. Một tác phẩm sam. Cây bồ đề. Một cây sam. Một cây sam trái.
cây linh sam. Sam lúa trái. Cây này là cây đào tiên của đây. Cây này cây đào tiên. Một tác phẩm sam. Sam. Mai Chiếu Thủy. Cây này cây trách quá đẹp, quá tuyệt vời luôn này. Một cây trách dây nha. Me. Hải Châu. Sam trái. Châu. Cây linh sam. Hải Châu. Hải Châu. Không, sợ thầy vào. Thầy vào lại. Nghĩ rồi nhưng mà